Mà bám vào cao răng không chỉ làm cho hôi miệng mà còn kèm theo nguy cơ làm hỏng răng nghiêm trọng hơn. Mất vệ sinh răng miệng có thể dẫn đến nhiễm trùng gây đau đớn, tổn hại cho thận, tim, gan và đe dọa tính mạng của bé cún. Nếu boss từ chối việc chải răng, xem nên làm gì để quá trình chăm sóc răng miệng nhẹ nhàng hơn cho mình và cho thú cưng. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về bánh nhai Pedigree Dentatics làm sạch răng miệng của cún chỉ bằng việc nhai và nuốt một cách tiện lợi, nhẹ nhàng, thư giãn và thoải mái. Pedigree Dentatics có 3 vị: vị bò sông khói, vị trà xanh matcha, vị sữa, và mỗi túi có 5-7 que. Thanh có hình dạng chữ X được thiết kế đặc biệt để làm sạch kẽ răng và lợi. Kích thước thanh gọn phù hợp với size cún chó con, chó kiển, chó trưởng thành cỡ nhỏ, cỡ trung. Trên bao bì sản phẩm có ghi hai thành phần hoạt tính là kẽm sulfat và sodium G-polyphosphat. Thành phần giúp làm sạch răng chó là sodium G-polyphosphat, một chất có thể phá vỡ mảng bám và cao răng. Tuy nhiên chất này chỉ chiếm khoảng 2,6% trong mỗi thanh Dentatics. Vì vậy, 97,4% là các thành phần khác đều có tốt cho chó không? Những thành phần này có thể gây dị ứng cho những con chó nhạy cảm. Phần lớn các thành phần nguyên liệu Dentatics thực sự không làm được gì nhiều cho việc làm sạch răng. Bột thịt, hương vị chỉ đủ để cún nhận ra mùi vị. Nguồn gốc xuất xứ của thịt không được ghi cụ thể trên bao bì. Những thành phần bổ sung này thực sự có thể gây hại nhiều hơn là tốt. Chẳng hạn, tinh bột ngũ cốc bị biến thành đường khi ăn vào. Điều này thực sự có thể dẫn đến sâu răng và hôi miệng. Đối với những sen có cuộc sống hàng ngày bận rộn thì việc sử dụng que nhai Dentatics là tiện lợi, đơn giản và nhanh chóng hơn. Nếu bạn ái ngại về các thành phần phụ chất bảo quản ngũ cốc tinh bột của bánh thì có thể cho boss nhai Dentatics 1 tuần 2-3 lần là đủ. Cá nhân mình chọn cách thay thế lành mạnh hơn mà không gây béo và có thành phần sạch tự nhiên, thay vì cho bé ăn thức ăn mềm để dễ bám vào răng và gây sâu răng hơn. Tốt hơn cho răng miệng của chó là khi ăn các loại hạt khô giòn có nguyên liệu tươi ngon tự nhiên, không chứa ngũ cốc, không gluten, đến từ thương hiệu Origin. Trên bao bì có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của thịt và phần nào của thịt được sử dụng làm nguyên liệu. Thực tế các loài chó hoang dã trong tự nhiên không bao giờ cần đi lấy cao răng, nhưng chúng vẫn có bộ răng với hình dáng tuyệt vời và chắc khỏe. Thức ăn tốt nhất giúp cho răng miệng của chó khỏe mạnh là xương sống. Do đó, việc cho chó gặm xương thường xuyên giúp ngăn ngừa các vấn đề về răng miệng, làm răng trắng sáng, còn giúp chó nhanh nhẹn, cảm thấy thoải mái hơn, kích thích khả năng não bộ hoạt động nhạy bén, giúp chúng hạn chế cắn phá những đồ đạc xung quanh. Bạn cũng có thể cho chó cưng ăn xương ống bò hoặc xương gà sống, cũng là một lựa chọn tốt có thể giảm mảng bám và viêm núm. Răng miệng khỏe sẽ là một trong những yếu tố cấu tạo nên một chú chó có tinh thần và thể trạng khỏe mạnh. Từ đó, những người bạn bốn chân của chúng ta có thể sống được lâu hơn. Cảm nghĩ của mọi người khi xem clip ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại comment cách vệ sinh răng miệng Boss mà mọi người đang áp dụng. Nếu các bạn thấy bài review hay thì đừng quên like và share, cũng như đăng ký kênh để theo dõi các tập review tiếp theo nhé.